lai luôn, nói bỏ xuống rồi. Này đấm nhớ, đấm sao lại rớt được, rớt đấm ghê lắm, rớt mạnh nét mà. Vừa đúng 10 cái thôi, vừa đúng 10, tính ghê, vừa đúng 10 lẻ thôi. Vừa đúng 16.000 tỷ bên à, 16-17.000, tầm này thì 17.000 cũng đẹp. 17.000 tỷ bên này đi làm cái thập cẩm đó. Bastian có Kevin Rainer cộng 2 à. Bán được. Kevin cộng 2 giờ bán được luôn, cho nó chơi sự kiện nhiều bán được luôn. Chó 115 luôn nãy, ngày qua tôi mua full quá trời không ra. Đùi giờ full lu bù luôn á. Chó mấy siêu giờ min luôn không ra luôn kìa. Đúng như mà hôm nay có khuyến mãi 100% đúng không? Khuyến mãi 100% nay chơi sự kiện nhiều nè, minh luôn mà. Đâu, làm cây thập cẩm này 16.000 tới tầm khoảng 3 mấy 4.000 ra được tiền đạo rồi. 3.200, ủa 3.000, cây 3.200. Thập cẩm full siêu à? Thập cẩm siêu sao cả? Sao full siêu ra siêu làm rỗi? Siêu mấy ngàn làm rỗi nhiều quá. Mười mấy ngàn làm được con nào ta? Làm đinh đỉnh cao xíu đó. Ronaldo vô ăn thích Ronaldo nữa nhá. Ronaldo mười mấy ngày đi chuẩn meta nha. Thôi đi cây chuẩn meta nha, cây quốc dân chuẩn meta 17 ngày. Cây để đi chuẩn cho anh em, cây chuẩn quốc dân cho anh em. Tôi đá mấy con mới, tôi đá cũng gần hết rồi, hôm nay đi chuẩn đi. Đi cây gọi là chuẩn mượt mà nhất có thể cây quốc dân nha. 17.000 tỷ này, nếu như người bình thường họ build, họ vô phá họ này họ kia đúng không? Chứ tôi build cho anh em lúc tình cảm luôn á. Tôi làm mấy con hàng nào dễ đá nhất có thể không? Ronaldo, Suarez cũng có mà Suarez bán chưa ta? Suarez giờ chắc bán đầy nè, Suarez bán nhiều nè, Suarez bán rồi á. Ronaldo bán đến đây cây Barca giờ mạnh quá, Barca giờ ngon người ta. Ví dụ bạn này mà thích Ronaldo, ok tôi làm cho bạn này con Ronaldo Milis UT cũng được. Vô này bạn khác thích Ronaldo, Milis cho bạn bớt ha. Mà được rồi, cho bạn bớt. Thì tôi bán 94.000 Ronaldo MRL nhiêu? 4.000 luôn hả? Chỗ mắt không kia luôn. Mắt giá không ai nhả, thôi đi UT đi. UT vô đây, cái bạn này thích Ronaldo cho này này con Ronaldo. Đúng không? Ronaldo UT. Những con còn lại Ronaldo Suarez luôn hả? Ronaldo Suarez, được khỏi. Rồi xin sợ đá mà. Còn có 1.600 tỷ, Ronaldo và Ian Rush. Ronaldo cặp với Ian Rush quá đẹp. Cặp này Ronaldo và Ian Rush, Ian Rush CU. Rush CU. Đẹp vực mà luôn ta, Rush CU đó ta. Ian Rush là tên hay là tôi muốn đi con CAM ta, đi con CAM được không? Đi một con CAM đá cho nó ngon. Đi con CAM tiền vệ ra tiền vệ con nào đứng không? Tôi cần con CAM chứ dễ đá. Wesley Sneijder hàng 3.000 luôn hả? Còn giờ Minh về vậy, Minh này nhiêu? Minh hàng 4 à, cũng hơi mắc. Rory còn hàng mốt à, Rory không ai bán, hàng 3 à, bán lại đây nãy. Làm cặp CDM ở Kevin bây giờ bao nhiêu, Kevin hàng 3. Làm Kevin đá ngon à, Kevin Bellingham bán chưa? Bellingham siêu chưa nhả luôn. Roberto Baggio à, Sneijder luôn hả? 1.700 tỷ, làm con Henry Mkhitaryan bán không? Mkhitaryan 24 hết rồi đúng không, 24 test giờ, limit rồi thôi, không bỏ ra được nữa. Làm cái 423 Ross à. Nhiều tôi lại thích con Ross hơn ta. Thôi đi Ross à, khỏi Sneijder nhỉ. Thấy mất quá. Rồi đây đi 422 thì ngon. Làm con Rory nhìn cho đẹp. Rory CU. Rory CU. Con này có bán này mua mát về đặt chờ thôi. Rory CU 5 Queen Ross. Thêm một con CDM. CDM còn lại à. Lotha Matthäus DC mày vừa bán được bán luôn. Lotha Matthäus DC đẹp quá. Matthäus bạn này mạnh quá à. Số đẹp phát luôn à, bỏ Matthäus số đẹp phát luôn à. Esther này kia đều quá, mèo cao tầm 1m8 mày thôi chứ. Quá game luôn. Lotha Matthäus DC vào. Rất đặc chưa? Rất đặc luôn, rất chưa. Yasuo 4 năm đi, đi 5 năm nhớ, đi cây quốc dân mà. Quốc dân đi phải đi 5 năm chứ. Kèn nhắc list mắc quá, Ribery ta, Ribery CU. Ribery BL CU, BL DC cũng có được. BL DC hồi bị ngon nha, lâu rồi tôi trở lại BL DC nè.
Ừ là món bê lê ngon, bê lê DC cũng ngon. Bê lê DC vô ơi. Bê lê một cánh. Lương cao quá, mà lương cao quá. Riverine có bán mà, Riverine 1680 nè. Này Minh về không? Này giờ bán nhiều, cái này thì nhiều lắm. Riverine lực sút nhìn hơi thấp quá, Riverine sút thấp quá. Neymar 1300, Neymar Milis là bán không ta? Neymar 1500 à. Lương cao à. Không nhưng mà lương thì vẫn cân được à, tại đi cái quốc dân mà lương cân được chứ 89 rồi. Chết quá à. À lương này nếu tôi đi tôi chia lại cho đi cái đều cây nhìn nó ngon hơn á. Ronaldo, Pele, Rory mà thớt không hả? Đủ không ta? Tôi nghĩ chắc đủ nha, giảm lương 2 CB lại. 2 CB đi cộng 8 cũng được. Một con cánh cộng 8. Cộng 8, Joko, Douglas, Rai hả? Cộng 8, Douglas, Bero mà 1.200, con Bero, B8, De Bero 1.200. Neves Juve hả không? Quả này tôi chắc đi cộng 5, nếu mà cộng 5 nhiều ngon hơn, 8 thì nhiều con crack quá. Cánh nếu mùa thường tôi còn được con mấy con Gnabry cũng ngon nha, con này hơi bị ngon á, Gnabry là con này đá này. Gnabry mà xuất sai thấp ra rồi, để con nào nó đều Eusebio nhá. Eusebio CO5. Đủ quá này quên đi nhá, Eusebio vô, ngàn mấy à, chọc Eusebio rỉ vậy. 120 mà có 1.300. Trời ơi, cái giá không có tiền con lựa rỉ ghê ha. Được, quả quả CB mình đi 2.8. CB đi 2.8, lương thấp xíu. Đâu không mát nữa. Beris Volai nó mắc quá, tiền sao đủ nên có mười mấy ngàn. CB đi con CB đi là con Leslie King này nhìn ngon quá. Leslie King Home Ground 8 nhìn mất rụp mà đúng không? Cờ kiếp mắc gì con này LB mắc ra chọn mấy 7 số mắc gì Leslie King 1.400. Tôi chọn Leslie King này bay. Leslie King này giá rẻ cho tôi luôn ta, 120 mà có 1.100 à, 900 à. Giá rẻ cho tôi Leslie King Home Ground 8. Leslie King Home Ground 8, King mà đá xong 2 giờ bán không kịp. Leslie King này mấy anh chê ta. Bị gì phá á. Leslie King mà anh cũng chê luôn ạ. Anh biết gì đó anh vậy. Ủa Leslie King người ta đổi trưởng của Tottenham hồi xưa gánh nó mình nặng luôn á chứ mà. Leslie King mà anh chê thì thôi á. Một con CB nó chạy nhanh chứ à. Manini mắc gì hả? Manini IBS thôi hả? Cậu Manini 3.200 luôn à. Hàng tư ok đi con này cũng được. Hàng tư đi con này Manini này hàng tư. Còn 8 đi con Leslie King. Đi con Leslie King ở đây. CB giờ mắc rác ra rồi. Ủa cái cẩm này mua giờ khó đi đâu. Mấy con kia cùi quá nhìn không ra nếu mà nhìn không ra màu. Mấy con kia cùi quá à tổng. Manini thì nó Manini Leslie King thì cũng đẹp ha. Mang Tomori hả? Tomori nhìn nó cục bóc quá vậy. Thôi vô đây đi này được rồi, đi đây được rồi. Để tính qua lương rồi. Nhìn mấy cái nhìn nó rác quá, nhìn nó cục bóc quá. Không nó không ra nét. Đục kè ngon quá. 259 lương nữa. Tròn chỉnh luôn nha. 422 đẹp keng liền. Đúng không? Cây quốc dân là đẹp lắm, 17.000. Cây này hết cho chê rồi. Cây quốc dân 18.000. Rush và Ronaldo. Russell luôn. Ian Russell, tôi chắc cái bản này thích Russ nha. Bản này Russ sáng ngon ghê. Russ chạy chỗ, Russ này cái Russ chạy đã lắm. Eusebio Pele luôn nè. Eusebio Pele. Eusebio lâu rồi đá lại nè. Eusebio ra cánh được, đá stem được. Nhưng mà Eusebio này lợi quá. Pele cũng lâu quá đá lại nè. Pele DC. Cây quốc dân này và nó không một điểm yếu luôn mà. Gặp CDM là Rory nha. Rory mua được luôn ha. Này giờ giá nhiêu rồi? Hàng qua hồi chịu hết chèn xíu dễ vậy. Rory Mathus 2.5 không? Rory lực xuất xa, dứt điểm hơi thấp xíu nhưng mà thủ cao. Không? Rory cao 91 mà 2.5 mà. Cái quả này tự nhiên ra Rory. Thiệt chứ Rory 2.5 luôn ta. Thuộc thánh truyền bóng và kiến tạo xuất xa, truyền dài đường này kia từ lưu dư luôn. Mandini và Leslie King. Cặp sư lên chất lượng ác luôn chứ. Cho ông tạo sớm đến đồng mạnh. Em Abu Congolo. Đủ em Congolo có đánh đầu mạnh luôn hả? Sọt bóng ném biên sao. Nè kéo dân này view đẹp đúng không? Kéo dân tôi view cho anh em 18.000 ru luôn chứ. Đẹp nhức nách luôn à.
như hàng cánh lai luôn mà. Cánh như hàng cánh lai luôn, đủ rớt vào sốt kìa. Rớt vào sốt thì lực quá, chiến thắng luôn nha. GK mang tiếng của Edison Line 8 bán nhiều mà. Edison Line 8 bán cũng gần 700-800 á. Không thì giảm xuống con ZOH, có ZOH EVET. Rớt, rớt hay quá, rớt hay quá. Rớt chạy mê luôn mà. Rớt chạy nhìn mê quá ha. Nếu không ghép sơn lai tôi không biết Rush, anh em không biết Rush ai à, anh em tôi không đáng mà không biết Rush ai. Ian Rush sao bị ghê á. Hey Rush. Trời thủ tốt quá ta. Kìa thủ ơi ghê à, thủ căng á. Kìa thủ hay quá ta, từ kỹ kỹ kỹ. Tôi cứng á. Trời Rush. Còn khó chịu quá vậy ta. Anh thủ khó chịu quá ta. Ướp CPU. Thủ khó chịu quá ta. Kiếm đường đi không ra luôn mà. Kiếm đường đi không ra. Giấu tên, giấu tên đã bị scan 5.000 đồng. E đá SPGS thì nên đá hoặc sư thỏ và sức su nghi hay gì đố. Su nghi là gì? Su thỏ, mỗi su nghi là si ngu à. Thì đố à. À su rep và sư đỏ bảy á. Nó không tính tiên còn lời Suret CR7. À Su Nghi Ri đổ dùng toàn từ bí gọi là từ chuyên ngành không nè. Dùng toàn từ chuyên ngành không có dẫn đâu, 8.L luôn á. Trời Rush. Đủ Rush xuống mình đẹp quá. Suret CR7 đẹp quá, thằng đó ngon người. Bảy đang đang đập thế thôi. Sao trình chứ đừng sao cho trí ra vậy. Dùng từ từ chuyên ngành nữa thì chứ. Cái này dùng từ từ chuyên so trí à. So trí nữa. Ai ta có nhiều từ quá, mấy ông này còn từ chuyên ngành khó chịu thì chứ. So trình chứ đừng so trí. Từ hoài luôn đó. Cái câu này hay ta. Ai ai không chỉnh, không chỉnh an toàn. Câu cái câu này được nè, nghĩ cái câu hay lắm ba. Cái câu vô coi anh đi xe 7 Messi nghĩ được mấy câu hay lắm. Nhận đâu. Còn nhau làm cái đồ đứng ra mấy câu nghĩ có thêm làm mấy video nữa. Có mấy ông làm nó mấy video nó đủ nhìn hài á. Hay đấm nhớ, đấm sao lại rớt được, rớt đấm ghê lắm. Rớt mạnh nét mà. Rớt.
không farm được coi nữa mà nghèo quá, còn ba hợp đồng thì phải làm sao hả? Nạp vô, trời ơi. Nạp vô mình làm. Đập Ronaldo, đập Senko, Sơn 6 đổi. Quá Ronaldo ai coi mình mua cộng 1, 2 ngon không? Đập lên mình đổi ok luôn chứ. Quá đất 1, 2, 3, 4, 2 bán. Sibio, bê lê. Giới tên giống tên đã bị scan 5.000 đồng. Gabel vs Sebaku vs Bason thì mua nào anh? Ồ, cảm nhận tên nha. Rô béo, UT, Sip, Gosil, Batensu. Nếu mà chỉ mua một con thì lấy con Sip Kingo Seu. Còn nếu như mà mua hai con lấy Ronaldo, Sip Kingo. Bỏ Batsten thôi, chứ bỏ thôi, nhưng Batsten sao đá nổi, em đâu nổi đâu. Người có đá. Đá vui trải nghiệm là ok. Nhất dòng anh bây giờ mình ngon ngon mà mình ngon đang là nhất sự kiện ngon nhất thì hiện tại á. Trời. Trời vô hả? Eusebio Seu nó đủ đáng ngon quá. Eusebio. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.